Ôi, năm nay là trúng mùa nữa rồi. Quá trời rồi nè, mà không có ai hái hết. Ok, có ai muốn hái ổi không? Ổi Little Sài Gòn, Cali, quận Cam nha. Quá trời là ổi. Oh my God. Ổi, cây ổi này 1.000 trái đó, 1.000 trái ổi. Ngàn trái ổi cái ổi số này á. Vậy mà vừa nãy tôi đi tôi thấy trong chợ nó bán 3 đồng một phao. Wow, trời nha. Ba đồng một bao ổi. Lại đây tôi cho không. Có ai ăn ổi má ơi, ổi. Wow, trời là ổi nha. Ui chà. Nữa rớt nữa. Mới rớt này. Ngàn cái ổi có. Bơ. U là la. Quá trời là trời cho lọc. Trời cho lọc quý vị ơi. Quá đã nha. Ổi nhiều lắm. Cả ngàn trái. Cả ngàn trái em ơi. À, em lại đây nè. À, quá nè. Wow, lẻ quá. Quá đã luôn. Big one. Yeah, to nữa. A lot. Trời, không biết ông Lân với bà Tuyết buồn quá. Buồn ha. Ổng bệnh ổng cũng làm biếng mà. Ổng không có muốn đi hái, mà biết nói làm sao đây. Hỏi bà Hằng muốn hái không? Nói bà Tuyết kìa. Kêu bà là kêu bà Hằng mang về cho bà Tuyết. Ai ăn tới là hái nha. Oh my God. Wow, trời là đã. Đâu em cầm lên em đưa đưa lên quay phim chút coi. Mấy chai nó nhỏ đó, mấy chai mình đem mới thay thay lên lớn nè. Bán sao trời to ấy. Wow, trời. Mưa lắm. Ui chà. Ui chà, dạ 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 dạ. Mưa không biết có ngọt hay không. Ngọt, anh ăn rồi. Mới mưa hôm qua mà mới mưa có 2-3 ngày rồi nè, quá trời. Ui trời. Hỏi bà Hằng có lấy ổi không? Ui trời, nè. Nè. Wow, yummy. Cho phi bi nha. Cho phi bi, cho nó nè. Ok. Lớp ổi. Quá đã. Quá đã, quá đã. Ok nha, ai muốn ăn ổi lại gặp tôi. Nó làm nè. Đẹp quá. Mình tưởng nó chưa.
đâu có biết đâu, còn thì ông Lân với bà mà bả cũng bưng nhiều quá, bả đâu có bưng nổi đâu. Ồ, bây giờ cả ngàn trái rồi Tuyết ơi, cả ngàn trái nè. Nè, trái to nè. Ồ, đâu trái to đâu. Nè bà Hà nè, trái to nè. Ồ, đã lắm chị Tuyết. Ồ, đã quá. Trái to mà nứt ra. Chị Tuyết. Nè chị Tuyết ơi, ổi nè. Đó con Hồng Ngọc lên đấm thùng cho chị đi nha, nhiều lắm. Ồ, đầy cây cả ngàn trái. Quá trời. Cô Hà nói gì? Ông Hưng sao? Anh Hưng à, anh Hưng gọi về ngày thứ ba hả? À, anh Hưng với vợ. Ok, rồi.